Xin chào cả nhà nha. Hôm nay lại tiếp đặt bẫy chuột ở dưới Đồng Phú nữa cả nhà. Đặt ngay chỗ mà bữa hổm mình trúng mánh á. Bữa nay mình lại tiếp tục mình đặt tiếp. Lời nói đầu tiên mình cũng xin chúc cả nhà sức khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống nha. Cảm ơn cả nhà đã đăng ký kênh ủng hộ mình trong suốt thời gian qua nha. Bữa nay mình quay lại thì cánh đồng đã vàng vàng ươm luôn rồi. Lúa đã vàng luôn rồi. Cái này mình đón khoảng chừng 2 bữa 3 bữa là cắt rồi. Mình đánh bẫy chuột này được 2 giỏ luôn. Hy vọng là trúng mánh thôi cả nhà ơi. Đi xuống đây thì xa, nặng không lỗ tiền xăng với tiền công của mình. Hy vọng là tối nay có thành quả tốt. Tối nay mình đi thăm, mình đặt cái khu này cũng giỏ, mình qua bên kia ngay dấu ghê gần lộ á cũng giỏ nữa. Hai cái cầu nãy mình đi qua, ôi nó đuối, đi qua quẩy hai cái giỏ, đi dọm dưới không mà đâu gió đâu, tại vì nó có khe. Rồi tối mình hẹn cả nhà đi thăm chuột đường mòn với mình nha. Mình xin chào cả nhà thân mến nha. Giờ này cũng 7:10, 7:20 rồi. Mình đi thăm bẫy chuột, mình cũng lại tới địa điểm rồi. Sức khỏe chuột thăm thôi cả nhà. Cả nhà cùng mình trải nghiệm nha. Khui. Khui. Dính nha. Lụm em ơi. Một em đầu tiên hàng to. Còn nghe. Thường thường bẫy chuột này nè, tối không ít đi thăm lắm, mà mình đi thăm sáng kiếm thêm mớ nữa. Làm thêm em bự ạ. Cái đầu vô làm ngon quá. Lúa chưa cắt mà chín vàng, chừng 2-3 bữa nữa cắt vô. Thôi để mình gài lại nha. Cánh đồng vàng hết trơn, đã ghê. Phải bữa nay mình loại ngay cắt lúa con cá đi, tới công chuyện luôn. Này mình đặt sớm, nửa cắt lúa xuống nữa. Thôi cái này không dính này. Lụm mày. Không dính luôn cả nhà ơi. Dính em đầu tiên 4-5 cái chất quất. Chuột nó cắn ngoài ruộng nhiều chít kìa. Khui lắm. Lụm nữa cả nhà ơi. Đây con bự luôn nha. Con bự rồi. Đi lại nha. Chà bá luôn. Ngon lành luôn. Dính cái này 6 con 1 ký khỏe. Để mình đặt lại coi. Bữa hổm đi đồng Sóc Trăng ngon quá. Sáng là dính 2 ký mấy nữa. Ngay chỗ này lúc đó mình đặt là đâu 6 ký gì nè. 6 ký mấy, 7 ký. Khui. Không dính. Cái này mình đặt lại, quay với lại tính đâu cắt lúa. Bữa hôm chủ ruộng nó 10 ngày cắt, mình canh cũng 10 ngày xuống chưa cắt. Chết quất. Hả hỏng. Giờ đặt lúa này thì hả hỏng luôn. Đặt lúa này thì có nhiêu ăn nhiêu. Rồi cắt lúa thì nó mới nó chạy ra nhiều. Có nhiêu thì ăn nhiêu. Ai dạ cái bẫy sập. Ôi. Dính em mini nữa nha. Thôi. Dính em bị rắn nữa nè. Ôi. Chuột này là ngon lắm nha. Lúc này chuột này hiếm lắm á. Bị rắn nè. Đừng em một rồi. Vô. Mình đặt lại giờ dính em bị rắn nha. Lúc đó mình đặt thì còn cành bự không. Khui. Ôi ôi. Này đường mòn nhóc chứ mà không dính nè.
không dính luôn. Mới vô đầu ngon quá. Đừng nó giống như bữa hổm mà đầu xôi đuôi lọt nữa. À, lụm lụm ở nhầy. Lụm. Lụm lụm. Thêm một em nữa. Ôi gì. Wow. Dính em bự bự mới đã. Đầu xuôi đuôi không lọt. Ui, dính dính. Dính này nè. Dính đi nè. Có hàng nữa nè. Con bự luôn. Ui, nằm trọn lọn đã luôn. Ê, ê trời 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 trời. Hồi một xíu nó vô rồi cả nhà. Lấy cái tay cắn lại nè. Bây giờ hồi để mình tắt máy đây nè. Rồi bắt nó xong rồi, đè lại. Lấy tay đè lại. Đè lại xong mình tắt điện thoại, mình buông, mình chụp bắt nó vô luôn. Chút xíu nó vuột con chuột. Bự luôn á. Không dính. Đường mọc ngon ngon nhưng mà không dính. À, lụm cái nhai. Ê ôi. Chà bá luôn. Tay nè. Ôi. Vô. Vô. Bự không không. Hồi mình qua bên mép bình lộ. Có cầu kê. Biết sao. Khui. Rồi hai cái. Cái quất. Vì thằng bự bự đã đi chưa. Dính nhúc nhích vậy. Dính dính này ngài. Lụm ngài. Đây nè. Ngồi nè. Ngồi trong ngóc rồi cả nhà. Rồi vô. Có ký rồi. Có ký rồi. Có ký rồi mình thấy gì. Có vốn rồi. Vô em ơi vô. Kẹt cái đuôi nữa. Ai da. Kẹt cái đuôi nữa nhờ. Kẹt cái đuôi vô lò xo. Rồi diệt cái luôn. Rồi để dài lại. Hai cái này không dám dính cái nào sao. Thiệt hai cái không dính thiệt. Ôi ôi. Khui nè. Lụm nè. Ngồi không chết quá. Lụm lụm lụm. Trời ơi. Cái bẫy đi nó giăng cái đầu luôn nè. Bẫy nó giăng lên luôn. Có hàng. Hàng to là mê. Vô em ơi. Về đổi. Vô. Vô liền. Hồi mình chuẩn bị qua cái mép bên lộ nữa coi. Quẩy hơi nặng nặng này cái nhà. Ôi, quẩy hơi nặng nặng này nè. Mới có mấy con mà nặng này đó. Chuột bành bành không à. Hàng to không à. Giờ qua mép lộ nữa. Dính nhiều cũng được. Sáng nha. Sáng còn hy vọng là dính nhiều. Cái nào mình cũng hy vọng hết trơn á. Có lúc thì thất vọng thì nhiều. Rồi mình qua hồi mình qua lộ nghe cả nhà. Mình cũng qua mép lộ xong rồi. Hiu quá. Ba cái không dính luôn. Nó lọt mấy cây trụ. Khui. Rồi ba cái chết quất. Chết quất luôn. Khui khui. Lụm 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 ở nhà. Ô hô. Hàng to luôn này. Hàng to luôn này. Đây nè. Ôi. Quê. Ây giời lăn cụ xuống vậy. Gỡ cây cờ lên lăn cụ xuống luôn. Hàng to. Quá khứ. Cứng lòng cứng lòng. Vô. Cái nào dính là mình chở đầu hết. Chở đầu kiếm. Sáng kiếm chuột đi về. Nó vô lúa rồi nó lậu ga lắm. Nè dính dính đi cả nhà. Nè đây 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 đây.
Nhìn này, có hàng nữa này. Đồ về. Trời. Giỡn ra lằn cù luôn rồi. Lụm. Cù. Ngay chỗ này có cái lằn dây điện ta xịt cái nè, lằn dây chì nè. Mà ta bữa nay ta không có xịt. Mình đi về dạy đây tới vô cà nhạc rồi. Chắc mình tạm ngưng ở đây một cái nữa nha. Sợ có cà nhạc vô. Không gọi hồi gì mình đi ra ngoài. Ồ. Buổi tối mình thăm được nhiều rồi. Đằng kia cái xịt cái lần dây điện đó. Thấy có dấu mà xịt không? Ta xịt rồi, đánh lại. Không dính nè. Nó dính mép bên ruộng bên kia không à. Dính mép đây hai con. Ôi. Rồi buổi tối mình nhiều nè. Thường thường quýnh cũ là nó ít dính lắm nha. Nó giảm lại. Rồi đợi rồi và giờ tối mình thăm nhiều chỗ này. Tối mình thăm là nhiều hơn này dữ lắm. Chỗ này nè. Bây giờ mình quýnh lại. Quýnh lại. Quýnh đây là nè đợt 2. Ít dính. Ồ, rồi. Cũng tạm được nha cả nhà. Sáng hy vọng là dính nhiêu nữa cũng được đó. Cái này là hai ký nặng lắm, bự lắm, cầm tay mình biết cái cỡ là nhiêu à. Cành nó 2 ký á, sáng kia kiếm ký ngoài 2 ký thì cũng được nữa. Rồi mình cũng hẹn cái nhà buổi sáng tiếp tục cuốn luôn, cuốn 7 coi thử được nhiêu nữa nha. Hy vọng là nhiều đi nha. Rồi hẹn cả nhà buổi sáng nha. Sáng ra gom gặp còn có mấy cái xong tới công chuyện cái nhà lấy hết trơn, lấy cầm cái cờ lại với mình lấy 7 hết trơn. Lấy 7 mình trơn. Xong. Đây luôn. Lấy đầu này tới đầu kia lấy. Đây lấy. Lấy mình nhóc luôn. Rồi chắc đầu này tới đầu kia luôn này. Ôi, lấy 7 chơi cả nhà ơi. Chán thiệt chứ. Lấy 7 mình chơi. Thua. 7 tặc ơi. Cái 7 không có nhiều mà không chịu đi mua đi lấy của người ta. Gồm mấy vỏ này không còn cái nữa. Gom hay thì chắc không sót cái nào luôn. Còn trong lùm mà nắng không thì có 2-3 cái thì không sót luôn. Xui rồi cả nhà ơi. Này 2 cái nè, giờ không còn cái nào luôn. Mép đây còn sót lại 1 cái. Rồi này lỗ nặng này. Không còn cái nào luôn. Chán thì chết cả nhà, không làm ăn chân chính mất luôn, làm cướp tặc. Không còn cái nào. Không còn cái nào luôn cả nhà ơi. Buồn rồi. Gồm không còn một cái. Mình thăm 7 buổi sáng thế kia. Còn cờ không à. Cái vỏ này mình đặt bên kia thì còn. Còn vỏ này thì nè. Còn có mấy cái. Ở đây cũng có mấy cái.
gom mình khoảng chừng 70 cái, 60-70, cờ thì nhóc hết trơn luôn. Ôi ơi, bắt hết trơn. Buồn. Còn cờ thì đóng luôn. Thua rồi cả nhà ơi. À, nguyên bó cờ. Nguyên bó cờ. Thua rồi. Cái này hồi tối mình thăm gọi mà vẫn còn. Rồi mình chạy về mình nghỉ ở đây đặt cũng an toàn, đợt rồi đặt cũng an toàn. Đợt này thì trúng ngay 7 tặc. Thua. Sáng tính có thành quả đồ tốt tốt á. Gặp 7 tặc lấy á. Lấy hết. 60 cái. Vỏ này là thường là 90 cái. 90 cái mà cái này chưa đó. 2 4 2 4 6 8 10 12 14 16 18. Còn 18 cái. 18 cái. Dính con chuột. Vỏ này thì lưng, vỏ này 70 cái. 70 cái mà tối nó lấy mấy con chuột chín này. Lấy cả 2 3 con chuột chín. Lấy sắm mấy gần 70 cái. Thua. À, đợt rồi mình cũng mắc nữa rồi, bây giờ mắc tiếp nữa thì giờ đặt chuột lấy gai. Đặt lấy gai, lấy gai, lấy gai. Có tiền mua 7 nữa rồi ơi. Đặt lấy gai giống nhiêu mua 7 nữa. Lỗ quá. Không gai đặt nhiều lỗ cho lỗ công cốc rồi đó. Rồi bữa nay tè tua. Không thèm sắp 7 luôn. Để trở về luôn. Nản quá nản. Trở về con số 0. Phá quá quá. Đấy có nhiều tiền đâu chưa đi mua. Đặt lấy nghề này cũng cực khổ chứ đi vui sướng gì đâu. Mình cũng tranh thủ về thôi kia nha. Về. Không còn gì hết. Rồi, bye cả nhà nha.